Ok vậy nha. Thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bodgaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu ganh cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bodgaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh ganh thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok. Hello, xin chào anh em nha, chào mừng anh em và con bác đã đến với channel của mình, hôm nay là Bodgaming TV nha bà con ơi. Ok, thì cái video ngày hôm nay sẽ là bài top 5 cái bài tướng mà được yêu thích nhất cái mùa 20 này, cũng như là hot nhất cái mùa 20 này nha bà con ơi. Mạnh nhất thời đại luôn con à. Ok, thì cảm ơn yêu cầu ý tưởng của anh em và con cô bác nha. Bà con có yêu cầu gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm nha. Thì đứng ở vị trí top 5 những cái vị tướng được yêu thích nha ngày hôm nay, đó chính là Sẹp Đỏ đứng ở vị trí top 5 đầu tiên nha con ấy, đó chính là Superman của chúng ta nha. Ok, thì để anh chàng này vì sao mà sức mạnh đứng được vị trí top 5 đây và còn thấy cùng mình coi nha. Anh em và cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, chuẩn bị để coi sức mạnh của nó vì sao đứng ở top 5 này, để coi nó combo như nào nha bà con ơi. Superman là một cái vị tướng phải nói là được ưu ái ở cái mùa 20 này rất là nhiều nha. Ở beat mà phải nói mà không cấm là bị beat, không cấm là bị beat đó. Rồi, ở gánh cao nha bà con. Em bộ Superman thằng nào mà biết đẩy gì thì thôi rồi là mình không nhúc nhích được luôn bà con à. Ok, để coi sức mạnh đó nè. Thấy chưa, mới đây mới vừa dậm nhảy đó mà nửa cái máu rồi bà con ơi. Hoành tráng nha. Rồi, đứng quýnh luôn, đứng một chỗ quýnh luôn. Cái cuối nó mày quá trời, cái thời gian của Superman nằm ở vị trí top 5 là 17 giây thời gian nha bà con ơi. Với cái lượng thời gian như thế này thì ở cái vị trí này dành cho anh chàng Superman rồi chứ dành cho ai khác nữa đâu, đúng không? Mày ơi, một anh chàng lợi hại như thế này thì không bàn cãi được nữa mà. Đấy, quá trời ưu tiên dành cho Superman nằm ở vị trí này nha bà con ơi. Còn biết ai ở vị trí tiếp theo đây? Ai sẽ là cái vị tướng hot tiếp theo đây? Ok, mong chờ quá nè. Ok, con dê tiếp theo là một vị trí top 4 của chúng ta, đó chính là Violet nha bà con ơi. Một cái vị tướng sắp sửa có cái trang phục nữ thần long nữa bà con ơi. Trời ơi, cô long dương quá vậy đâu mà nó nhập vô liên quân nữa nè. Một cái bộ trang phục mà nó ra cùng lúc với vương vợ giả bên dèo luôn nha. Hai bộ trang phục nó kết hợp với nhau luôn bà con ơi. Ok, thì Violet cũng là một trong những cái vị tướng mà được yêu thích nhất bởi vì lộ diện trong top ngày hôm nay luôn nha. Đây, thì để coi sức mạnh của cô ấy như thế nào mà nằm được ở vị trí top 4 của chúng ta đây. Trời ơi, cứ việc lộn bắn này mượt mà con gà luôn anh em ơi. Ok, để coi như nào nha. Một cô gái chuyên gia cầm hai cái súng bắn quá bắn luôn, thì để coi sức mạnh của cô gái này vì sao mà đứng được vị trí top 4 nha con ơi. Cứ việc bắn đi cho cô gái ơi, còn việc tính thời gian cứ để cho tôi lo cho cô à. Ok, hãy để xem sức mạnh của Violet như thế nào nha con ơi. Nói vậy chứ là mượt lắm, nhưng mà giờ đâu nguyên combo của Violet cũng là một trong những cái vị tướng được yêu thích nhất đó bà con. Trời, con cưng của gà nướng luôn đó, trang phục nhiều nhất trong liên quân luôn. Trời ơi, phải nói cái trang phục ra của Violet ra ghiền mà con ơi, bất cứ cái sự kiện nào cũng phải có cái trang phục Violet kèm vô ha. Đó, Violet là con cưng của người ta mà. Ok, bắn nó mới đây mà nửa cái máu nè, quá mừng mà con gà luôn. Để coi, nháy cuối luôn chị gái ơi. 16 giây thời gian là cái thời gian của Violet hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình và đứng được vị trí này nha bà con ơi. Với cái lượng sức mạnh như này là quá trời tuyệt vời dành cho Violet rồi. Trời ơi, sức mạnh quá trời ok ngon rồi dành cho Violet nào mà vị trí top 4 nha. Đấy, ok ha. Vừa đẹp người mà giờ sức mạnh càng cao nữa. Không biết ai nào ở vị trí tiếp theo đây. Ok, không quá. Để xem. Tiếp theo là ở vị trí top 3 chính giữa của chúng ta, đó chính là cô nàng Liliana nha bà con ơi. Một cô nàng cáo phải nói là cái khả năng ở cái mùa 20 này của cô ấy lộ diện rất là nhiều luôn, đó chính là Liliana của chúng ta nhá. Thì để coi combo của Liliana như thế nào mà xuất hiện được ở cái vị trí này nha bà con ơi. Để coi cái combo của Liliana như thế nào mà được ở đây. Liliana đứng được chính giữa cũng là quá là cả một cái quá trình và cái vấn đề đó. Ok, để coi combo của nó như nào nha. Đây, để xem sức mạnh của cô nàng đứng ở vị trí chính giữa nè. Trời ơi, Liliana cũng là một trong những cái bài tướng mà hot nhất nha bà con ơi, mọi thời đại luôn, nhưng bây giờ đâu. Vừa có cái trang phục ca sĩ đó trời, chứ bây giờ đâu. Ok, để coi xem cái combo của Liliana sẽ mấy giây thời gian nha bà con ơi, cùng mình coi nè. Liliana là một cái vị tướng vừa có choáng nè, khống chế nè, mà giờ sắp sát thương cực mạnh luôn ở hai dạng luôn bà con ơi. Dạng cáo vậy và dạng ngừ luôn. Trời ơi, nó bá lắm nè, thể hiện luôn. Quá là cào luôn, quá mực mà con gà dành cho cô nàng Liliana của chúng ta. Nửa cây máu là 7 giây thời gian nha con ơi. Quá ok luôn cô nàng Lily ơi. Nè, nhảy cuối.
nháy cuối. Ôi ơi trời, như này là quá trời ok, ngon và tuyệt vời dành cho ở vị trí top 3 rồi nha. 12 giây là cái thời gian mà ở vị trí top 3 của chúng ta hoàn thành nha bà con ơi. Với cái lượng sức mạnh và cái thời gian như này thì còn gì bàn cãi nữa về sức mạnh của Liliana đúng không? Trời ơi, giờ sinh người sinh nết mà còn mạnh như thế này nữa, thứ gì mà chịu nổi đúng không bà con ơi. Ok, ba vị tấn đầu tiên cũng đã đậu dạng rồi nè, không biết ai ở vị trí tiếp theo đây. Ôi dạ, tiếp theo nằm ở vị trí ở quân top 2 của chúng ta, đó chính là Genos nha bà con ơi. Genos Ego, một anh chàng vừa có cái trang phục kết hợp với Saitama Born Best Band bà con ơi. Bởi vậy thì đây mùa này Saitama Genos Ego rất là hot luôn. Bởi vậy không thể thiếu anh chàng này ở vị trí áo quân top 2 nha. Để coi combo của Ego như thế nào mà nằm được ở vị trí top 2 áo quân nha bà con ơi. Trời ơi, không thể thiếu được. Vừa có cái trang phục bật Genos mà, một cái trang phục mà tôi rất là muốn có được luôn bà coi, nhưng không có được. Rồi rất là muốn có được nhưng không thể nào mà có được, tại vì tiền không có. Ok. Ok ok ok, để coi sức mạnh của Ego như thế nào mà nằm được với giá quân top 2 nha. Nè bây giờ mình bắt đầu mình sẽ khoan trước nhau con ơi. Ego là một trong những cái vị tướng mà solo cực kỳ mạnh trong liên quân luôn. Anh em đi solo là không ngán nào luôn, đi solo với Allen cũng không ngán luôn mà con. Ego á, với cái lượng hút máu đến từ cái nội tại nữa, tốc đánh cực kỳ cao, khoan xuống nè. Đó, bữa một cái này. Quá mực mà con gà, nửa cái máu là chỉ với 5 giây thôi. Cái cuối, cái cuối chết luôn mày. Chết luôn mày ơi, trời ơi trời, với lấy lượng sức mạnh như này là 11 giây nha mà con ơi. Trời ơi, Ego của chúng ta nằm ở vị trí áo quân top 2 là 11 giây thời gian nha. Vậy là với cái lượng sức mạnh như này thì không bàn cãi với cái nội tại của Ego ơi. Một cái vị tướng quá là khủng bố luôn, đúng không mà con. Đấy, vậy là bốn vị tướng đầu tiên cũng đã đầu dạng, mà còn ai có thể trên cơ Ego nữa đây ta. Ok, ai đây. Ok, con dây tiếp theo nằm ở vị trí quán quân top 1 của chúng ta ngày hôm nay, kẻ tranh cơ của Ego đó chính là Florentino nha. Một cái vị tấn đấu sĩ cũng mạnh nhất mọi thời đại mà ở cái mùa này bà con ơi. Ok ok, trời ơi, cũng là lộ diện đó chính là anh chàng BD bóng lông xuyên Florentino bà con à. Ok, để coi ông có nội này, ông vì sao mà ông đứng được vị trí quán quân top 1 nha bà con. Nhìn chứ thằng cửa này nó mạnh lắm, nhưng mà giờ đâu, BD thì BD chứ ở cái mùa này là nó xóa luôn cái cây nội năng này. Nó không có tính cây nội năng nữa, mùa này là nó xóa luôn rồi bà con ơi. Trời ơi, không có nội năng thì cái thằng khứa BD này nó múa dữ lắm, nhưng mà giờ đâu à. Để coi vì sao BD nó đứng ở top 1 nha. Anh em mà có quét đây xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nhau con. Ok, để con khứa này vì sao mà đứng nè. Trời, sức mạnh gẫu nhiên coi. Ok ok, không có nội năng, khỏi cần mối nội năng luôn. Không có nội năng là nó dư sức, nó mạnh rồi bà con ơi. Thấy chưa? Trời ơi trời, thấy chưa bà con? Thấy chưa? Với cái lần sức mạnh như này thì còn ai đứng ở cái vị trí quán quân ngoài cái ông cấu nội này nữa đúng không bà con? Trời ơi, với cái lần sức mạnh quá sức tuyệt vời như này dành cho Florentino nằm ở vị trí top 1 quán quân nha. Đấy, những vị trí thứ hot là phải như này. Flo nằm ở vị trí quán quân rất là ok luôn hả bà con? Ok, anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận mình dưới xuống mình làm nhau con ơi. Cảm ơn bà con rất nhiều. Ok, anh em đã xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giùm mình luôn nha bà con ơi. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video kỳ sau nè. Hôm nay là toàn những cái vị tướng mà ở cái mùa 20 này hot nhất nha bà con ơi. Đó, ok. Trời ơi, những cái vị tướng mà cực kỳ mạnh luôn. Ok, quá mạnh. Rất là ngon luôn bà con ơi. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.